coi là hôm nay ngày thứ bảy tại đỉnh núi Thiên Long Sơn, phải đỉnh núi lưng chừng núi 1000 feet, 1000 feet là mấy trăm thước từ mặt sea level, tức là từ mặt biển. Đỉnh núi Thiên Long Sơn cao tới 2800 feet, ở đây mới có lưng chừng thôi. Bà già 80 tuổi có thể đi bộ lên đỉnh núi được, nhưng phải đi 4-5 tiếng. Hôm nay ngày mấy thầy trò ở lưng chừng núi Thiên Long Sơn ngày thứ bảy, không khí nhiệt độ rất là tốt, 72 độ F, 23 độ C. Ngày 14 tháng 9 năm 2024 là bước vào cái ngày sau 7 năm tận diệt của quả địa cầu, vào những giờ chót của cái chót, đó là tiếng sấm nổ và hội Long Hoa sắp khai mở. Vì rồng phụng đã đầy nước Việt, thiên binh thiên tướng cũng đầy nước Việt, bão lụt miền Bắc hồi từng rồi, bây giờ mấy vị nói sắp sửa tràn vào miền Nam, thì lúc đó tiếng sấm mới nổ, thì lúc đó Đức Thầy xuất hiện, một vị Phật lỗi lạc sẽ xuất hiện để cứu quả địa cầu này. Sau đó đệ tử ruột của Phật Di Lạc, đó là Minh Dương, sẽ xuất hiện để mà lãnh đạo nước Việt từ một nước tận cùng của cái chỉ thua có Africa thôi, sau này sẽ thành một cường quốc thế giới và một cái đạo ra đời ở một cái nước gọi là con trời khai thiên, sẽ thống lãnh tất cả các đạo và quốc gia trong tương lai. Những gì kiện này nói năm nay 2018 trúng 99%. Thường thường nói nó không có trúng ngay ngày mai, thường gần chừng tháng hai tháng, giống như bão lụt thiên tai thì phụ có nói mấy tháng trước đúng không, rồi chuyện khảo đệ tử thù cũng nói trước đúng không, rồi khảo này khảo kia ma quỷ rồi đều có hết, không có gì sai hết. Ông Trump trở lại thì giờ ông Trump cũng sắp trở lại, hồi xưa rồi chiến tranh Trung Đông Lan Á Châu và Biển Đông dậy sóng vân 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 vân. Bữa nay cái đề tài mình nói đó là một, con số một. Trong cái vũ trụ này chỉ có một ông trời đấng tối cao, đó là Thượng Đế, là cha của sư phụ và đấng tạo hóa, tạo ra tất cả các nhân loại của tam thiên đại thiên thế giới trong dãy ngân hà. Chỉ khác giữa sư phụ 24 người con của Thượng Đế, 12 trai 12 gái và những chúng sanh hàng từ thảo cầm, đá, thú, thì là những cái tế bào của Thượng Đế cũng là con, nhưng mà riêng sư phụ là chiếc thân của Thượng Đế. 12 người con, 24 người con là chiếc thân của cha, là khác. Cho nên từ đời này sang đời khác, khi một khi nào mỗi một lần mà có chuyện gì lớn ở quả địa cầu, Thượng Đế chỉ gửi duy nhất một người con xuống là đủ rồi. Tại vì ngoài kia còn có 3000 chúng sanh ở 3000 quả địa cầu khác nhau nữa, thì Thượng Đế chỉ có một. Trái đất này chỉ có một cái trái đất, là cái cõi ta bà chúng ta, thân tứ đại. Thân tứ đại là đất nước gió lửa tạo thành con người. Nhưng mà con người chúng ta chỉ là mượn cái thân tứ đại tạm bợ như là cái ao tù, cái da thúi, để mà học hỏi thăng tiến cái thần hồn. Chứ không phải chúng ta xuống đây rồi ăn hối lộ, rồi tranh giành quyền lực, rồi chia phe chia phái, rồi làm tan nát, rồi quên đi tứ ân, nhân lợi nghĩa chí tính, rồi chúng ta theo cái triết lý vô thần của các Marx Lenin, hay là chúng ta theo cái lối gọi là không gia đình, không tôn giáo, không tổ quốc. Chúng ta không phải là tam cái đó, mà chúng ta là một dân tộc, một dân tộc 100 dòng giống của con trời, tức là con rồng cháu tiên đó. Ngày xưa đó là cái giống Việt Nam là con rồng cháu tiên, cho nên hôm nay á mới trở lại để mà lãnh đạo thế giới. Còn những quốc gia khác nó không có được hồng ăn đó. Tại sao không chọn nước này nước kia mà lại chọn nước Việt? Và nước Việt tại sao lại đủ các phe phái, đủ các tôn giáo, chánh tà quỷ ma lẫn lộn mà nước khác không có? Thì các người, các quý vị phải coi lại.
vì là Phật Thánh Tiên là vô vô vi nhưng mà lại là thật. Cũng giống như linh hồn chúng ta, nó có cái xác phàm chúng ta thấy được trên cái gương, nhưng mà cái hồn chúng ta không có thể nhìn thấy trong cái gương. Thần thánh hay cha mẹ hay là các vị Bồ Tát Phật, các con chỉ có thể coi bằng cái gương trong cái tâm của mình trong sáng mới thấy được. Còn nếu mà nhìn gương bằng gương của ngoài đời mà treo trong tường là không bao giờ nhìn thấy. Và cặp mắt của mình càng sáng chừng nào mình càng không thấy chừng đó. Sáng có nghĩa là thông minh, chừng nào không thấy chừng đó. Con mắt phải mờ, nửa sáng thì mới đúng, thì sẽ thấy. Quả địa cầu có một nhân loại thì có cả mấy trăm nhân loại nói đủ thứ tiếng. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng chỉ là học thăng tiến thần hồn. Cái thần hồn là cái cuối cùng quan trọng. Khi chúng ta 100 năm, người nào mà sống dài nhất là 100 năm rời khỏi xác phàm thì là cái thần hồn đó sẽ được về trời, làm tốt làm xấu. Còn bao nhiêu của cải tiền bạc để lại, giống như Steve Jobs nó bỏ lại bao nhiêu tỷ cũng chả ai thừa hưởng. Ở Mỹ này á, là bao nhiêu tiền mà những người tỷ phú bỏ lại đó, toàn là vô ngân quỹ của chính phủ không à. Nó cũng như không có con để xài nữa đó. Thì chúng ta tại sao phải lăn xăng đi làm những cái đồng tiền bất chánh để mà mang tội, để làm gì? Thần hồn chúng ta chỉ có một, xác phàm chúng ta chỉ có một, cha mẹ sanh chúng ta ra cũng chỉ có một, ông trời cũng chỉ có một. Nhưng mà thế giới tại sao phải chia nhiều sắc dân, nhiều quốc gia, nhiều phe phái, rồi nhiều tôn giáo? Đến ngày hôm nay cha gom lại hết tất cả chỉ thành có một. Sau này chỉ có một tôn giáo, đó là Thiên Tâm, do con trời sáng lập, đó là sư phụ thành lập. Cho tới ngày hôm nay ở nước Việt có trên 70 triệu người đeo dấu Thiên Tâm, âm thầm hay là một số đệ tử rất là tinh á thì đeo ngoài. Còn những đảng viên hay công an hay là quân đội họ cũng tin, nhưng mà đeo là đeo trong tâm. Nhưng mà thù tính bằng thần thông thì đã có trên 3/4 dân số nước Việt bắt đầu hiểu. Và nước Việt cũng chỉ có một núi cấm màu nhiệm, và chỉ có một Phật xuất hiện ở đó. Trên quả địa cầu này không có vị Phật thứ hai xuất hiện. Tất cả các tôn giáo, tiên tri và kinh khải huyền và những của Trung Đông hay là của Ấn Độ đều chỉ nói có một, đó là ngày tận thế hôm nay. Đó là nói một điều duy nhất, đó là ngày kết cuộc của nhân loại hôm nay. Chiến tranh nổi lên khắp các mọi nơi, rồi bệnh tật thì đã qua Covid mình đã thấy, thì hôm nay thiên tai, rồi kinh tế địa chấn. Nhưng chỉ có một Phật xuất hiện, đó là Đức Thầy, cũng là Phật Di Lặc. Ở ngoài kia ai mà xưng Phật Di Lặc mà không phải là thân nam thì là sai. Đức Thầy chưa bao giờ xuất hiện trên mạng truyền thông. Một cái quy tắc nên nhớ, ca sĩ chính không bao giờ xuất hiện trước, để cho rookie, để cho gõ mỏ, khiên chuông hay là khiên kiệu đi trước. Và tất cả những linh căn mà trong cái thời hạ quân này đó, lúc đầu linh căn nghĩa là sao? Linh căn những người có sứ mệnh đó nghe, sứ mệnh đúng, sứ mệnh của ở trên sắp xếp. Lúc đầu họ đều đúng, nhưng mà giờ chót họ sai. Tại sao sai? Là lĩnh của bề trên kêu phải sai, để cho dạy cho nhân loại sau này biết đúng cái gì là đúng, cái gì là sai, là có chánh kiến. Là chúng ta chỉ có một cây đuốc ở trong người chúng ta là bi trí dũng, là tự đốt đuốc mà soi và biết đường của mình đi. Không ai soi giùm cho mình, cũng chẳng ai có quyền phán tội cho mình, cũng chẳng ai có quyền xá tội cho mình. Nghiệp của mình làm, nghiệp của mình chịu. Đó là tại sao những linh căn có nhiệm vụ đó, nói đúng rồi cuối cùng lại là sai, là cũng là một bài học. Cũng chỉ có một thiên tử con trời xuống trần lập đạo, không thể có người thứ hai, không thể có một minh vương thứ hai, không thể có một nước Việt
nào thứ hai mà mạo nhận là Phật Di Lặc hạ sanh ở bên Tàu, bên Đài Loan, xung quanh, đó là điều sai hết. Phật Di Lặc chỉ có hạ sanh tại nước Việt, thiên tử chỉ có hạ sanh nước Việt. Mà người Âu Châu kinh điển họ không có rành, họ cứ nói là người ở phương Đông là Easter đó. Chỉ có một Chúa Giê-xu duy nhất 2000 năm mấy về trước bị đóng ba cái đinh, đó là sư phụ. Hôm nay sư phụ tái sanh tại nước Việt, lập cái đạo mới để cứu con của Chúa. Không thể nào ở ngoài kia có một Chúa Giê-xu thứ hai. Tại vì hôm nay ngày tận thế cũng đã chấm dứt, sắp sửa chấm dứt rồi. Và cũng không có thể nào có nhiều cái triết lý, nào là Các Mác, Cấp Tiến, Dân Chủ, rồi tụi mà giàu có, thế lực ngầm nó mặc áo đông bông đủ kiểu á, giống như mình thấy đó. Cũng không có thể nhiều cái triết lý mà trên quả đế cầu nữa. Chỉ có một triết lý duy nhất, đó là cha đặt ra trong tương lai 3000 năm về sau, đó là triết lý công bình bác ái và biết hướng thượng. Không có thể nào có triết lý mà ỷ nước lớn đi ăn hiếp nước nghèo, nước nhỏ, ỷ người có tiền đi sai khiến người không có tiền. Cái triết lý đó là triết lý bất công, thượng đế không có thích. Cho nên dấu hiệu thiên tâm là bình đẳng, cái chữ thập lên là hướng thượng, cái trái tim là cái tâm của mình, cái trái tim tâm tức là Phật, mình phải học Phật và thờ thượng đế duy nhất. Tại sao trái tim đi ngược? Là vì cha dạy trái tim phải đi hướng về trời thì chúng ta mới về trời. Còn trái tim chúng ta mà đi theo bình thường như hiện giờ trong cái dạ thúi này á, thì là trái tim nó còn mê trần, mê tiền, mê tình, mê chức sắc, mê danh vọng. Cho nên cái dấu thiên tâm là của thượng đế đặt ra, của Chúa Giê-xu reborn the second. Còn ngày xưa người ta lấy dấu thánh giá, khi mà đóng thụ ba cái đinh vô đó thì là chỉ là cái thập tự giá của thời xưa, người ta không có chôn, người ta chỉ để đó, người ta đóng rồi phê khô cho tới khi chim quạ ăn gì thôi. Hôm nay cái dấu thật sự đã có ở trên thiên đình là dấu thiên tâm. Và nước Việt chỉ có một, đó là sự đoàn kết dân tộc. Không có thể có cộng sản, cũng chẳng có thể có quốc gia, cũng chẳng có thể có đốt lò hay là đốt củi, cũng chẳng phải đảng phái này, đảng phái nọ. Cái đó sẽ không có áp dụng trong tương lai nữa. Chỉ có một dân tộc Việt Nam đoàn kết. Cũng không phải chỉ có tiếng Bắc, tiếng Trung và tiếng Nam, mà chỉ có riêng một thứ tiếng, đó là tiếng yêu nước tôi, tiếng nước tôi. Và đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi quốc gia của mình, không có để cho nó nhũng đoạn suối Miên, suối Lào, trận phía Nam, phía Bắc thì cô lập, phía biển thì chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng ta không thể như vậy. Nếu chúng ta đoàn kết, không ai có quyền ẩn hiếp chúng ta. Sau này nước Việt chỉ có một tiếng nói là tôi yêu tiếng nước tôi thôi. Ngoài ra không có thể phân chia Bắc Trung Nam. Ai có tài, người đó ra lãnh nhiệm vụ lo cho quốc gia. Không có thể công an 7-8 triệu đông thì lãnh đạo quốc gia, không phải. Họ không có ngành của họ, không có chuyên môn về cái ngoại giao, cũng không có chuyên môn về kinh tế di mạch, họ cũng không có chuyên môn về ngân hàng. Họ cái chuyên môn là thổi tu hít thôi. Thì họ giỏi cái đó thì cứ để cho họ thổi tu hít. Cũng không có thể quân đội nắm chính quyền, vì quân đội nắm chính quyền sẽ là thành ra một gọi là thập nhị sứ quân nữa, cũng không đúng. Cho nên sau này người nào chuyên viên ngành nào thì cứ lo về ngành đó, là chỉ có một tiếng. Mỗi người chúng ta sanh ra vào thế gian này đều có một cái sở trường và một cái năng khiếu khác nhau. Thì mỗi người xài đúng cái sở trường của mình, sử dụng đúng,
thì chúng ta, một quốc gia chúng ta rất là hùng cường giàu mạnh. Cũng như cái sân này, người mà biết đóng đinh, biết đóng cái bàn này thì biết đóng, còn người đóng cái bàn này chưa chắc biết cắt cỏ, đúng không? Rồi người biết cắt cỏ chưa chắc biết nhìn cái cây sắp sửa thiếu phân bị chết. Mỗi một người có một bàn tay nhỏ. Rồi một người biết đặt tượng tổ lên, và một người biết đốt nhang. Chỉ cần mỗi người chúng ta biết mọi thứ, ai cũng là quan trọng hết, từ đầu cho tới cuối của chiếc thuyền, từ cây đinh và từ cây neo. Mỗi một người, mỗi một thủy thủ, nếu mà chúng ta đoàn kết, thuyền của chúng ta cứ đi thẳng, không có ai có thể làm lật thuyền chúng ta được. Nước Việt không có thể bị lật được. Nước Việt hôm nay đã bị mất rồi, thì mất vào tay Trung Cộng. Ngài nó tuyên bố giống như Hoàng Sa là Nam Sa, nó chưa tuyên bố thôi, nó bị mất âm thầm, cũng như Miên và Lào. Tất cả các hệ thống, tất cả những người có chức sắc đều có tình báo Hoa Nam kèm chế sau lưng hết. Quý vị có biết không? Chúng ta đã mất nước rồi. Nếu chúng ta không mất nước, không có nỡ nào họ Nguyễn lại cho đi bán những chất độc ở chợ Kim Biên, và bán những cái chai bia rất là rẻ để cho những họ Nguyễn đi uống, để tiêu diệt họ Nguyễn. Nên nhớ, vì ở sau lưng có một cái sự thúc đẩy, xúi dục của một cái quyền lực ngoại bang để mà lần mòn, làm cho dân tộc chúng ta mỗi một ngày bệnh tật. Một người bị bệnh trong gia đình, bốn người phải bán nhà bán đất phải lo làm á, vì lòng thương con thương cháu không có thể đi kiếm tiền được, mà nhà nào cũng bị bệnh đầy hết, hết ung thư này tới ung thư nọ, thì làm sao một dân tộc phát triển được? Thì cái bàn tay lông lá của ai mình biết rồi. Trước tiên quốc gia muốn hùng cường giàu mạnh và muốn đoàn kết thì phải biết làm cái gì trước. Cũng giống như nhà của con á, con muốn ở cho nó yên bình á, chuột nó bò đầy hết, rắn rít đầy hết, con để ra cái gì sáng lại cũng bị nó ăn hết, rồi tối mình ngủ nó còn bò lên giường mình nữa. Nó không bò thì nó cũng cắn móng chân nữa, chuột á. Trước tiên á, mình phải đuổi chuột ra khỏi cái nhà của mình, cái giường của mình. Chuột là ai? Chuột nó thích chấm xì dầu á. Nước Việt chỉ có một, tức là một dân tộc, một tiếng nói, là chỉ có đoàn kết. Còn bây giờ mình cả ngàn phe, hải ngoại là cũng cả ngàn, ở Việt Nam cả chục ngàn luôn, thì cái nước Việt hôm nay cận kề của cái sự diệt vong. Tính theo đồng hồ đi ngược á. Nhưng mà cũng phước là vì có Minh Dương ở trên trời khóc xin cha, hôm nay nước Việt còn được cứu giờ chót. Mà trước khi cứu giờ chót thì nước Việt cũng phải xả một cái nghiệp rất là lớn, có là đại nghiệp. Là vì ngày xưa vua Minh Mạng tiêu diệt Chiêm Thành để mà thống nhất bờ cõi tới mũi Cà Mau, Hồ Nguyễn mà, chính chúa 13 đời vua. Thì từ chúa Nguyễn Hoàng cho khi nghe lời ông Trạng Trình đó là Hoành Sơn Nhất Đái Dạng Đại Thiên Thu đó, thì cho tới thời Minh Mạng là mở mang bờ cõi tới mũi Cà Mau. Chứ hồi xưa nước mình chỉ có từ khoảng Huế thôi đi tới mà bắt. Và nước mình sau này sẽ mở dài ra cho tới sông Dương Tử bên Tàu nữa, rồi qua tới Miên, tới Lào. Tại vì một vị rất là lớn, đó là mẹ, mẹ của sư phụ, nói sau này khi con làm vua, con sẽ lấy lại những lãnh thổ mà ngày xưa con đã là chủ, và đất nước của con sau này sẽ thành một cái trái tim, vì lòng của con là từ bi. Cho nên nước Việt hôm nay hình chữ S nó ốm nhách, giờ còn bị mẹ Việt Nam ốm phải không, mà còn bị hút máu 80 năm nay nữa, thì chỉ còn có xương thôi, da chắc cũng không còn nữa đó.
tài nguyên cây rừng gỗ gì á, họ đốn hết trơn, đốn nó mới bị lũ lụt chứ giờ có cây rừng nó chặn nước lại làm gì bị lũ lụt. Nước Việt có một Phật ra đời. Khi một vị Phật ra đời, sau tiếng sấm nổ, vị Phật ra đời đó là Đức Thầy. Thì nó còn quý hơn là nước Mỹ, có nhiều nghìn tỷ giàu có vũ khí. Sau này vũ khí không có sử dụng được nha. Phật mới là quan trọng. Rồi chẳng những một vị Phật ra đời, nó có cả ngàn thánh tiên xung quanh ra đời nữa. Rồi cái quan trọng nhất, người mà đứng second commander là lớn nhất, đó là thiên tử con trời xuống, là Minh Vương. Về mặt đời là Thánh Vương, còn Đức Thầy là Phật Vương. Hai người lỗi lạc ở ngoài địa cầu xuống để mà dìu dắt nước Việt. Ngoài ra người thường không có khả năng. Hiện bây giờ có cả ngàn cái dạng thiên tướng nằm đầy nước Việt rồi. Còn về mặt đời thì mình thấy như vậy, nhưng mà mấy con thấy từ lúc phụ lên mạng nói 5 năm nay diễn biến toàn là nghe nó trái tai, nhưng mà cuối cùng rồi nó sự thật, mà nó quá thật đi. Mỗi lần phụ nói cái gì thì cả đống tình báo Hoa Nam với cả đống mấy ông bộ chính trị dí vô nghe. Bữa giờ nói chuyện đạo không, mà chắc mà ông cũng thất vọng lắm á. Bữa nay nói một chút xíu chính trị chút cho mà ông nghe cho vui. Đó là thánh lệnh đã ra, ngài sư phụ sắp về nước sắp tới. Cho nên có cái bài này nè, nó không cái bài thơ, nhưng mà nó không có hết ý, nó chỉ một rượu nồng cạn chén để chia tay. Tái ngộ rồi đấy cũng có ngày. Nghe là cái câu đầu tiên á của một vị thánh này nói á, là sau 75 vẫy rồng tạm tách làm đôi, đó là thơ Thánh Mậu nói. Tức là một số người Việt mà được cha với Đức Thầy gửi đi ra hải ngoại để mà học khôn á, chúng ta là chất xám đúng không? Chúng ta mà chịu về nước Việt Nam á, ào ào trong vòng một năm đi, là nước Việt nó phát triển khủng khiếp. Mình không cần nước ngoài thôi, nước mình cũng giàu. Là Việt Kiều thì giờ tự do về nước. Nói mà bye bye nó bán vé thôi, nó cũng lên giá 5.000 đô vé, mình cũng về nữa. Thì cái câu rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Tức là khi 6 triệu chim hiền mà trở về đất tổ á, nó cũng như là mùa xuân mà én ở biển nó bay vô vậy đó. Là câu kế tiếp là câu đó. Tái ngộ rồi đây cũng có ngày, là ngày là sắp tới nè, vài tuần nữa nè, vài tháng nữa nè. Sum họp một nhà trên đất mẹ là đó, sum họp một nhà trên đất mẹ tức là Sài Gòn phải không, đường Nguyễn Huệ phải không, chợ Bến Thành phải không. Hân hoan tạm biệt chốn trời Tây, bye bye chú xem nha Mỹ nha, bye bye Canada nha, bye bye Anh nha, bye bye Đức nha. Tại nước tụi mày á, mà để trái bom nguyên tử của nghe ai răng vô cái là cả Âu Châu thành bóng người sao? Thì trong kinh bà Venra bà có nói. Cho nên lúc đó là người Âu Châu, người Anh, người Pháp tạm biệt chốn trời Tây, chứ ở bên đó đặng cho chết. Chỉ nước Việt á là lúc đó mới bình yên thôi. Thì câu này mới gì nói vậy đó. Lúc đó Cali chắc cũng vắng bóng người nữa đó. Nhất là Bắc Cali, Nam Cali, Houston nè. Tạm biệt chốn trời Tây, hân hoan tạm biệt chốn trời Tây. Tức là hân hoan tức là vui mừng bỏ hải ngoại đi về Việt Nam á, là câu đó. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, có đúng không? Bây giờ nước Việt Nam mình á, không biết lũ lụt có một chút thôi, mà Mỹ phải chạy gì C-130 vô viện trợ, rồi cả đóng xin tiền. Cái đó chuyện nhỏ, Mỹ này nó bị thế giới bị hoài, mà tại sao mình có chút xíu thôi cũng phải đi xin cứu trợ? Có phải là tiền của mấy ông bỏ vào Mỹ hết, mấy ông không có chịu chút ống ngược lại không? Ông nào ông nấy có cả tỷ 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 đô,
người ta viện trợ có nhiêu 10 triệu 20 triệu thôi là người ta lấy credit người ta làm nổi rồi, thì cái xấu hổ cái thể diện đó, nước Việt không còn nữa. Bây giờ tụi ca sĩ nó bị mặt trận giải phóng đó. Có cái đó đó, nó đâu có kèm chế nó lợi dụng tên tuổi nó để mà gây quỹ xin tiền, nó đâu có ngu nữa. Cái người mà làm từ thiện như bà Nguyễn Thị Phương Hằng thì bị nhốt bỏ tù, vừa tốn tiền vừa làm từ thiện vừa bị ở tù. Còn Võ Hoàng Yên á, thằng lừa đảo con chồn mà, thì lại hiển nhiên ở ngoài đời lớn lối. Thấy cái chuyện đời nó có bất công không vậy? Quý vị thấy có bất công không? Quá bất công đúng không? Người đi làm từ thiện thì bị bỏ tù, còn người mưu mô xảo cá trá gạt người thì không bị gì hết. Thấy xã hội như vậy còn là cái xã hội không? Rồi 4 mấy tỷ lạm dụng ngân khố quốc gia, mấy cái đài của Mỹ này, mấy nhà băng Mỹ nó cười. Ở Mỹ này ăn gian nó 10.000 đô thôi, FBI nó gõ cửa rồi đó. Còn này 4 mấy tỷ mà chả ai biết hết. Quý vị thấy cái tức cười không? Nhiều chuyện từng buồn cười lắm, mà ở đây bữa nay mình không có nói vấn đề buồn cười, mình nói vấn đề là một thôi, tức là một nước Việt Nam đoàn kết á. Để đọc xong cái bài thơ này. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm. Tức là nước Việt Nam á bây giờ không có một chút ánh sáng nào hết, đường đen đêm mang tối ai trùm, tức là tối thui à, mù mịt à, tới đâu hay tới đó, mò mò đường mà đi vậy đó. Thì cái câu này quý vị ở trên á giải thích vậy, đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường giùm. Có nghĩa là những người không có hiểu tâm linh á, họ rất là hoang mang. Còn những người hiểu về tâm linh hay là đạo đức, hay là biết tu, biết ngày tận thế, thì và những người đạo hòa hảo hay cao đài thì họ không có dính vào cái câu này, thì họ biết là ngày tận thế là như vậy. Còn những người không biết tu thì làm như thế nào? Thì họ rất là hoang mang, không có biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra đến nhà mình, tương lai con của mình, rồi giờ nhà cửa thì nợ nần, không có việc làm. Thì cái câu là biết ai mà chỉ đường giùm, thầy trao ngọn nến xem làm rộ ra. Tức là thầy là ai? Là Đức Thầy, là sư phụ. Trao cái ngọn nến là dẫn đường, xem làm lộ con đường ra. Tức là sư phụ lên 5 năm nay là đưa cái ngọn nến để mà dẫn đường đi cho nước Việt. Nước Mỹ nó đâu có phước. Sư phụ lớn lên ở Mỹ mà nói tiếng Việt riết bây giờ cũng cứng họng, lâu lâu sổ ra tiếng Mỹ. Muốn trở về tiếng Mỹ thì cái đầu của mình nó phải nhiễn tiếng Mỹ chừng 1 tiếng 2 tiếng thì sư phụ mới nói lại được. Còn đột xuất cái nói lại thì sư phụ bữa giờ 5-7 năm, mấy chục năm nay làm chủ, thì giờ tiếng Việt á, nó rành hơn có thể là tiếng Mỹ nữa. Nhưng mà khi về luật sư hay là họp với manager đó thì cũng bình thường trở lại. Thì nước Việt có phước, sư phụ nói tiếng Việt, không có nói tiếng Miên, tiếng Lào để cho nó hiểu, cũng chả có nói tiếng Tàu luôn. Nhưng mà cuối cùng cái phủ phàng là gì? Người Việt là người dông ân bội nghĩa nhất, chửi sư phụ nhiều nhất, hạ nhục sư phụ nhiều nhất, tìm cách hãm hại muốn giết sư phụ biết bao nhiêu lần, cũng là người Việt. Một điều người Việt sẽ không bao giờ họ hiểu được, họ Nguyễn, họ Trần, họ Quỳnh, họ Lê, họ Lý, nếu không có con trời mà xuất hiện là nước Việt bị diệt chủng, là Trung Cộng nó qua nó tàn sát hết. Nếu không có một chân mệnh thiên tử hạ phàm, nên nhớ điều đó, nó tàn sát cũng như người Tây Tạng vậy đó. Bây giờ chỉ còn có phần nửa dân số. Ở trên nói nguyên câu luôn, cũng y như thời ngày xưa sư phụ ở bên Do Thái. Nhưng mà lần này là nặng hơn. Nếu mình nói cái này á, thì tình báo Hoa Nam là dĩ nhiên nó đã tìm đủ một cách nó triệt rồi, phải không? Mà này mình chỉ nói riêng người Việt phải biết trân trọng và thương sư phụ mới đúng. Không có thể nỡ nào mà tự mình đi giết chồng họ mình. Bây giờ cái ông họ Nguyễn mà giết sư phụ, có nghĩa là ông giết chồng họ ông á, cha sẽ trừng phạt á. Cái xác phàm này mà bị cái gì á, nên nhớ rất là quan trọng. Ngày xưa vì phải đóng cái màn ba cái đinh, thì đã là người Do Thái mất
quốc gia họ 2000 năm. Còn cái này ở trên nó luôn, bị diệt chủng luôn á, mất gốc luôn á, không phải chuyện tầm thường đâu, không phải là hù đâu, đó là thiệt á. Cho nên gặp sư phụ phải thương mới đúng, không thương á thì cũng đừng có nói gì hết, chờ mà xem. Thì người có trí. Còn cái người Việt Nam mình á thì hãy lú đầu ra là cứ bị dèm pha, bị chửi, xuyên tạc đủ điều. Muốn dòng họ con cháu mình bị diệt dòng thì cứ đó mà chửi sư phụ nữa đi. Thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Tiếng sấm nổ, tiếng hai tiếng đã xảy ra rồi ở núi Cấm cách đây cũng lâu lâu, nhưng mà một tiếng cuối cùng sắp sửa sẽ nổ. Tiếng sấm nổ sang hà biến động, thất tướng trần quỷ lộng sang hà. Thất tướng trần quỷ lộng sang hà có nghĩa là bảy ông tướng, hay là anh bảy, hay là quân khu bảy, hay là có thể sư phụ cũng là thứ bảy ấy nghe. Cho nên cái gì mà liên quan tới số bảy sẽ trừng trị quỷ. Thất tướng trần quỷ lộng sang hà, chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, tức là tất cả Phật thánh tiên đều từ ở núi Cấm, dùng Long Xuyên núi Cấm, thất sơn an biên là dùng đó. Thì câu này nói gì đó, bảy núi miền mong mỏi từ lâu, tức là ngày xưa giờ người ta cứ đồn dùng thất sơn núi Cấm có đền vàng mỏ ngọc linh thiêng vân vân, rồi có tâm linh. Nhưng mà những người Trung người Bắc họ xa vời lắm, họ không có hiểu. Nhưng mà hôm nay từ từ họ cũng sẽ hiểu những cái lời đồn không phải là lời đồn, đó là thiệt á. Chúng ta nên nhớ giống như chuyện Tây Du Ký. Tại sư phụ nói chuyện với ông Tôn Ngộ Không hoài à, ông mà cầm thước bản đó, ông nói ai mà ma quỷ lên đây ông đập á, là thiệt đúng không? Thì những nhà viết tiểu thuyết hay là chuyện phong thần là thiệt, cơ phát là lập nhà châu là thiệt, là sư phụ mà hồi tiền kiếp. Những cái gì mà sư phụ nói lên mạng không phải là phụ ngã mạng, mà thời nay mấy vị kêu phải nói, là vì con tái sanh quá nhiều lần rồi, nó là thật chứ không phải tự một mình sư phụ nói để mà làm nổi hay lấy quay gì đó. Nó không cần thiết cái đó nữa, mà nói để cho người ta biết được cái nhân sanh chúng ta, một cái linh hồn nó có thể đi rất là nhiều xác. Những nhà sư Tây Tạng tu rất là giỏi, họ cũng thể đi từ xác này qua xác khác, và họ chuyển kiếp gọi là tái sanh. Thì sư phụ cũng là dạng tái sanh mà, đi từ thân người này thân người khác. Nhưng mà cái phong cách, cái trình độ và cái từ bi nó chỉ có tăng, nó không có biến, không có đổi. Thì từ thời này qua thời khác, sư phụ sở trường đó là một vị Phật rồi, một vị Bồ Tát, và đồng thời cũng là một người võ tướng chỉ huy rất là ở trên trời, là sư phụ dẫn quân đi đánh thiên ma tối ngày đó. Trên trời mình cũng có quỷ nữa đó, những có Atula rồi thiên ma nó đi tấn công thiên đình, thì sư phụ là người dẫn quân đi đánh. Một cái chân này đứng lên một ông rồng, một cái chân kia đứng ông rồng, sư phụ có mấy cái hình đó nữa đó để đánh thiên ma. Cho nên sở trường là một bên sư phụ cầm kiếm, một bên sư phụ cầm cuốn kinh để mà dạy nhân sinh từ thời này sang thời khác. Mỗi một đời mà tái sanh á đều có ý nghĩa và tốt cho nhân loại. Người ta nói hồi thời Tần Đế Hoàng sư phụ ác, phụ hỏi lại không có ác, tại vì lịch sử sau này những đời sau á họ viết sai. Tần Đế Hoàng đốt sách là đốt những cuốn sách bùa chú thư ém. Tần Đế Hoàng cũng có thần thông, cũng có giống như kiểu sư phụ ngày hôm nay, nhìn được quá khứ vị lai và biết được chuyện tương lai. Và Tần Thế Hoàng đã sáng lập ra là trực lộ, tức là freeway thời nay đó. Và Tần Thế Hoàng cũng cho nhân sinh học được là một vua để mà cai quản hết tất cả, gồm thâu lục quốc, chứ không có thể nước này cứ tháng sau đánh nước kia, nước này đánh nước nọ đánh nước kia, đánh hoài chết hoài, không có. Phải gồm thâu lại, cũng giống như thời nay phụ tái sanh để gồm thâu lại, thu Miên, thu Lào, thu Mã Lai, thu Thái Lan, Indo trở thành thuộc
tiểu quốc của nước Việt, cà phê nữa đó. Thì mục đích là không có còn để mà chiến tranh và ai cũng sống trong cái cảnh giới hòa bình. Vì người Thái, người Miên hay người Phi, người gì cũng đều là con Thượng Đế hết. Tại sao một đứa con này cứ gườm đứa con kia đánh đứa con nọ, đứa con này mua vũ khí kia 2 tỷ, đứa con kia mua 3 tỷ, tốn tiền làm gì? Lấy tiền đó 5 tỷ để lo cho bá tánh. Đó là cái mục đích của Thượng Đế thời nay. Là tại sao nước Việt sẽ thống lãnh thế giới là gì? Thất Sơn, bảy núi nhiễm màu, Hóa Giang, long hiện trên bầu trời Nam. Khi mà hồi tuần rồi, mưa lớn, lũ lụt, thì không phải chỉ có một người mà rất là may mắn, có thể họ đứng ngoài mưa hay là đứng ở góc nào thì họ quay được mấy ông rồng, mấy con thấy hình trên mạng đúng không? Cái bộ hỏi mấy vị một con rồng hay là hai ông, bởi vì nó rất là nhiều, chứ không phải là một đâu, mà người ta chỉ hên quay được có một con thôi. Thế thì mới hỏi kế tiếp, tại sao hôm nay rồng ở đâu mà ra nhiều quá? Thì chín con rồng ở sông Cửu Long, và tất cả những rồng nằm trong lòng đất nước Việt, là nước Việt có linh khí, vì họ đã biết mấy nghìn năm sau thiên tử sẽ xuất hiện trên nước Việt. Thì hôm nay là rồng buốt râu đón chờ thiên tử, cái câu gì đó, thì họ đã sẵn sàng hết, chỉ chờ ngài sư phụ bye bye Thiên Long Sơn thôi. Đó là nhiệm vụ của họ, là chờ sư phụ về. Và những vị thiên tướng cũng đứng đầy nước Việt cũng đã chờ, sẵn sàng chờ sư phụ về. Mấy con không tin, hỏi những nhà thần thông tâm linh nước Việt đây, đông lắm, trên trời bây giờ cả triệu cả ngàn vị thiên tướng đứng đầy trên nước Việt. Mới gì xảy ra trong từng này thôi, mục đích của họ là chờ thù về. Hóa Giang long hiện trên bầu trời Nam, thì đúng, rồng xuất hiện. Tại sao mấy chục năm trước, 10 năm trước hay là bao cả mấy trăm năm trước rồng không xuất hiện đi, hôm nay rồng xuất hiện, rồng đã xuất hiện núi Thiên Long Sơn chúng ta rất là lâu rồi đúng không? Mấy con bây giờ cũng là bạn của Xích Long với Bạch Long rồi đó. Quỳnh Long là nằm ở núi Cấm với Thanh Long, cũng là hồ phò sư phụ, nhưng mà hai vị đó là trấn núi Cấm. Nhưng mà mới hồi nãy mấy vị cũng đứng đây nè, kêu là tới, tại mấy vị là thần thông mà bay là tới. Nhưng mà xung quanh sư phụ là có tổng cộng gần biết bao nhiêu mấy vị gia hộ, ngoài thiên viên, thiên tướng, Thiên Long Bát Bộ, rồi mấy ông rồng nữa. Không phải một ông rồng mà phò sư phụ đâu, đông mà. Nhưng mà người bạn thân sư phụ thương nhất vẫn là Xích Long, Bạch Long, sống với sư phụ từ nhỏ tới lớn. Và tới ngày hôm nay, giờ ở chung với sư phụ luôn. Mỗi lần sư phụ buồn á, cái xác phàm cũng buồn nghe. Thì sư phụ vô cái phòng Xích Long ở ông hãng, sư phụ mấy đứa nhìn thấy đó không? Thì Xích Long nặng khoảng 5-6 nghìn phao á, là một khúc gỗ đúng không? Hai khúc gỗ. Đó. Thì sư phụ ngồi đó thì Xích Long bay vòng vòng á, thì mấy cái ceiling, mấy cái nóc nhà nó kêu rầm rầm luôn á, kêu cửa kiến mà rắc luôn á. Thì sư phụ sống như vậy rất là lâu rồi mà người đời không thấy thì người ta không tin, tại cái chấp của họ cao á, cái ngã của con người rất là cao. Thiên tử không có nói láo nha con, trên chỉ có một thiên tử, một sư phụ, một minh dương, một chúa Xua Tái Lâm. Nhưng mà trên đầu của sư phụ có một ông trời cha nữa, có một mẹ là Phật mẫu, rồi có biết bao nhiêu mấy vị. Hỏi thử tới thời lúc cận đại này, thiên tử có thiên tử hay không? Thiên tử có dám làm sai lệnh của cha ban xuống không? Không bao giờ dám. Cho nên ở ngoài kia đó, ai mà lạc lòng mà nghe những cái người mà nói cái gì đó là họ bị khẩu nghiệp á. Họ chỉ biết một, họ không có thể biết 10 được. Người phàm á có thể bị ma quỷ dẫn dắt. Thiên tử, sư phụ có 7 dòng hào quang, có thần thông, và đồng thời có mấy ông rồng mỗi ngày. Cha với mẹ sư phụ phải dẫn an, tức là mỗi tuần sư phụ phải vô thăm, vô cái phòng thờ thăm mẹ,
gói nước trà thăm mẹ, tức là vấn an mẹ hiện về, mẹ nói chuyện với sư phụ. Từng nào sư phụ thiếu ăn rau, từng nào sư phụ thiếu nước trong người, từng nào sư phụ cần phải tập thể dục, mấy vị đều dạy bảo kỹ lưỡng. Thì mấy con nghĩ sư phụ có bị cái gì không? Cho nên đó là cái chiêu trò của ma quỷ làm để cho lạc lòng, để cho những họ thiên á, mà không có đủ bi trí dũng á, sẽ rớt lịch đạch á, xuống địa ngục á. Nhớ cho kỹ, không phải một mình là một mình. Tuy là thiên tử một mình, nhưng mà thiên tử không có phải là một mình. Cả ngàn mình á, trên đầu á. Binh rầm rộ núi Sam núi Sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây. Nghĩa là khi chiến tranh đó, ở Trung Đông hay là Biển Đông hay là Âu Châu, Á Châu, cả Việt Nam cũng sẽ nhiều cái biến động. Trời đông, núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Thì lúc đó, khi nước mình bị ngoại bang xâm chiếm, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự, những cái lời ví dụ nói nó có hữu ích, tức là phải đoàn kết. Thì lúc đó đó cũng không có muộn. Giật mình hợp lại anh tài ra quân, có nghĩa là công an bác Lâm, bác Giang hay là bác gì ở bên đó, mình không biết rành tên mấy ông nội này, sẽ bắt tay nhau để chống giặc ngoại xâm. Bên ngoài họ tranh với nhau về tiền bạc và thế lực, nhưng bên trong, trong lòng của những người lãnh đạo đều là có tinh thần yêu nước nha. Nên nhớ, cũng đừng có trách bác Lam Tô rồi sao đi Trung Cộng. Phải mấy con nhìn mặt đời, không đi nó đái mình cũng trôi nữa đó con. Sư phụ làm ngoại giao, sư phụ cũng phải như vậy á. Nhưng mà trong lòng có theo nó hay không, ở cái thế mình thấy yếu, mình không có thể nói được mấy ổng là bán nước nha. Không ai bán nước. Bây giờ hỏi một người phụ nữ ngồi đây đi, mình mấy con có yêu nước Việt Nam không? Lớn lên có. Huống hồ chỉ mấy ông nội mới cầm súng mà không yêu, mới có công nhận không. Nhưng mà có những cái thế kèm hay bị kẹp hay gì á, chứ mình đừng có trách người ta hết. Phụ không có binh mấy ông, nhưng mà về tâm lý mấy con phải hiểu. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rầm rộ khóc than. Tức là trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, tức là lúc đó Miên với Lào tấn công mình, thì nó tấn công khúc giữa nữa. Rồi miền Bắc á, thì Trung Cộng dạy cho đàn em bài học. Miền Bắc, miền rầm rộ khóc than, Đông Tây Nam Bắc quy hàng, thiên ánh đạo vàng lộ rõ cửa thiên. Thì lúc đó đó họ mới nghĩ về tâm linh, về những ngày tận thế, về sấm cơ của ngài Nguyễn Bính Khiêm và sáu quyển sấm cơ của Đức Thầy. Và đồng thời từ đó họ mới tin tưởng có trời Phật, và họ mới biết được là tất cả những người họ cũng đều là những người đóng trong mỗi một cái vai của một cái vở tuồng của những ngày tận thế này, để sẵn sàng và lập lại một nước Việt mới, và sẽ đưa Minh Vương về nước. Cho nên những người mà làm ăn á, người ta nói những người mà không có chân mạng, không có ấy á, thì sẽ không có giàu có. Những người mà không có chân mệnh làm chức chủ tịch nước hay là chức tổng bí thư, có ngồi đó đó cũng giống như là ngồi trên lò lửa thôi, không biết bao lâu á lửa nó cháy lên đít mình á. Còn những người có chân mạnh là chân mạnh. Chân mạnh nó không phải là một cái xác phàm của một ông chủ giàu có ở Mỹ mà biết buông bỏ rồi lo cứu bá tánh dùng bát ly hay là hy sinh tài sản tiền của. Mà cái chân mệnh nó có thiên binh thiên tướng đi theo. Không phải một người làm việc là xong cho nước Việt. Nó có hàng ngàn hàng vạn để mà xoay chuyển. Người có chân mệnh thì có rồng hộ mệnh, người không có chân mệnh không có rồng hộ mệnh, mà xưng tầm bậy sẽ bị thiên binh thiên tướng giật chết. Người có chân mệnh, những gì âm thầm chuyển hóa từ những cái cục diện
Mình tin trời Phật, mỗi lần mình bị ung thư, bị chết, bị Covid, mình khấn trời khấn Phật, tự nhiên mình sống lại, là mình tin trời Phật. Thì những gì đó họ có thể có khả năng làm chuyện đó. Ví dụ đem một cái hợp đồng đi qua Mỹ hay đi qua nước này nước kia ký, mà thấy cái cơ hội là rất là khó mà để mà thành công, hoặc là đi xin viện trợ hay xin mượn tiền 5.000 tỷ cho nước Việt, IMF hay là World Bank nó đâu có cho. Nhưng mà mấy vị có thể chuyển một cái là tụi ngoại quốc nó phải ký, con có hiểu không? Cho nên người có chân mà làm cái gì nó cũng hanh thông hết để mà cứu dân. Còn người không có chân mệnh, đi tới đâu á cái mặt đen thui à, người ta đuổi ra chạy không kịp á, nó khác nhau dữ lắm. Cho nên khi phụ về nước không phải một mình, sư phụ là dám xưng là cứu dân tộc, mà là có cả ngàn chư vị thiên binh thiên tướng cùng đi theo gia hộ. Còn hiện giờ những người nào mà lãnh đạo không có ai mà gia hộ hết á. Chỉ có gia phạt thì có, làm chặt có phạt này. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Cơ thiên là cơ trời, tức là Đức Thầy Sư Phụ xuất hiện đó. Nó không còn là quyền ảo nữa mà nó thành thật rồi. Tại vì những binh thư lâu nay Phụ nói chuyện là trúng hết 80-90%. Thì giờ chót Đức Thầy xuất hiện nữa là Phụ trúng 100%. Ngoài kia không ai trúng hết. Hôm nay cái thi cuối cùng của Hội Thiên đó là chữ nhất và một. Một thủ lãnh, tiếng nói quay lực nhất, Sư Phụ đưa ai lên cao nhất, Sư Phụ có thể đem người đó xuống đất được. Tiếng nói của Sư Phụ ai tin nhất, người đó sẽ được phò Minh Dương. Không ai mà đi ra trận mà lại tin thượng sĩ nhất mà lại không tin tướng của mình ra lệnh. Cho nên phải có chánh kiến, sàng lọc ghê lắm. Và ai có lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối Thượng Đế và Thiên Tử thì người đó được phò Minh Dương. Còn ai lạc lòng sẽ bị lội. Khi mình khởi tâm á, là mình đã lạc lòng. Mấy vị ghi nhận rồi, người này không xứng đáng, không có đủ bi trí và dũng. Chứ giờ ra trận Sư Phụ là Thiên Tử Minh Dương, Sư Phụ nói cái gì không nghe, đi nghe mấy cái người phò Sư Phụ. Sư Phụ à, thấy có vô lý không? Cho nên phải coi cho kỹ, lúc nào cũng theo chủ sói của mình, không có nên theo hàng lính. Tại vì những cái chuyện mà chủ sói làm có thể là Dương Đông kích Tây, có thể là lý do gì đó, con có hiểu chưa? Nhưng mà đó là chính trị mà, tâm linh là chính trị cũng là tâm linh đó. Trên trời mấy vị play politics còn hơn là Trump với Biden nữa. Cho nên chỉ tin Thượng Đế, tin Phật Mẫu, tin Sư Phụ là mấy con chắc ăn. Ngày xưa có con đảm tin mà sói, hôm nay mà sói bị công chúa Thường Bình lật mặt ra. Không có công chúa Thường Bình tiêu diệt ma sói ở cái núi mình, sao vượt bình yên bữa nay? Sao không cảm ơn, không nhớ công của người ta đi? Ma sói có cả 100 phe phái, cả 100 người đó, mấy con biết mà. Núi mình nè, hiện giờ ngồi đây khoảng nhiêu ta, cả 100 mấy người phải không? Nhưng mà những người này là những người thành tâm, thật tâm. Còn cái phe me ma sói đó, bị mấy gì sẽ trừng phạt rất là nặng đó. Cho nên những giờ phút mà thanh lọc ghê gớm lắm. Nó không phải thanh lọc bình thường đâu. Phải có đủ cái trí tuệ, đủ bi, đủ trí và đủ dũng. Người mà có linh căn đó họ có thể nói đúng một khúc. Nhưng mà khúc chót á, họ cố tình nói sai hay là bị điển nói sai hay là something, làm cái gì đó để mà cho cái bài học nhân loại biết là tự mình phải có chánh kiến, biết so sánh, thì biết coi sự việc cái nào đúng, cái nào sai. Hôm nay những hàng Hội Thiên các con ngồi đây trên 100-200 người, ở ngoài kia cũng có 7-8 nghìn người, nước Việt có 70-80 triệu người theo Sư Phụ tin Thiên Tâm. Nhưng mà những đứa gần đây này, giống như ở Thiên Long Sơn và Thiên Long Giang, thì mấy con đã rõ câu chuyện về công chúa Thượng Bình là thật đúng không? Cha đã phong, Sư Phụ đâu có dám cãi. Thượng Đế đã phong rồi, Phật Mẫu cũng phong rồi, Long Dương cũng đã phong rồi. Người đời mà đi cãi lại có nghĩa là người đời gì chống trời đó, con có hiểu không? Không phải khi không mà Sư Phụ nói trên mạng mà giới thiệu một cách vô lý, để sau này cái đạo Thiên Tâm chúng ta bị hủy hoại.
và thanh danh của một thiên tử bị hủy hoại, không có chuyện tầm thường đó. Chẳng qua là ở xa không có hiểu, nhưng mà những đứa ở gần đây các con đã hiểu. Cái này sư phụ nói những đứa xa, còn mấy đứa con ở đây thì co là quá rành rồi. Sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc Châu, Lâm Khổ, Quốc Trung. Quốc Trung nghĩa là Trung Quốc á. Ở đây là miền Bắc Châu, Lâm Khổ, Quốc Trung, tức là ở miền Bắc á, sẽ bị giặc Tàu á. Hạ Lào sấm nổ ầm ầm, miền Trung hỗn độn, giặc bầm tâm can. Tức là nó đánh từ miền Bắc, rồi miền Nam, Hà Tiên, rồi qua tới vùng Hạ Lào, tức là miền Trung nước Việt. Miền Trung hỗn độn, giặc bầm tâm can. Miền Nam bị Miên Sang xâm lấn. Bây giờ Trung Cộng nó tặng tàu chiến cho Miên nữa. Nhưng mà Miên biết lái không ta? Mấy nó chuyên môn xài búa liềm á, cáp dùn quen rồi. Thì cho nó đồ xịn không biết nó sử dụng được không nữa. Miền Nam bị Miên Sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Cái là lúc đó đó, thì cái câu này sư phụ không biết giải thích làm sao, giải thích nó đụng chạm. Thì Bắc Trung Nam như rắn mất đầu, mà con rắn mà nó không có cái đầu, con nghĩ con rắn nó làm gì? Nó còn lây hoay đúng không? Để chờ người ta đem bỏ vô nồi luộc lột da đúng không? Tức là Trung Cộng sẽ tràn qua luộc lấy nước mình đó. Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Nhưng mà quên, ở hải ngoại mình có 6 triệu cái đầu. Gáp vô quá, lấy cái đầu đại ra hải ngoại gáp vô thì nó còn dữ hơn nữa. Nên lấy đầu hữu tính gáp vô. Bắc Trung Nam như rắn mất đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu. Ai là đầu trâu, ai là mặt ngựa, ai là lo âu? Tự mấy con giải thích câu này đi. Sao vàng bản đỏ, rụng đầu nay mai. Cái câu này nghe nó rất là đơn giản nhưng mà rất là nặng đó, không biết không? Sao vàng bản đỏ, rụng đầu nay mai. Bây giờ chưa rụng nữa là sao vàng bản đỏ đó, nằm ở trên nóc nhà. Nằm trên nóc nhà giống cái gì? Thường thường là một chiến sĩ mà tử trận á, là trên quan tài thì lá cờ phủ lên đúng không? Thì cái nhà mà trên Google con nhìn xuống á, dài dài á, mà tự nhiên cái lá cờ mà phủ lên cái nhà là cái gì? Tức là nhà nào? Tức là cái điểm mà không hay đó. Vậy mà có một người chính trị lỗi lạc của nước Việt nghĩ ra tinh thần yêu nước, yêu kiểu gì kỳ vậy ta? Mấy con nên nhớ cái lá cờ nào cũng không có quan trọng, vàng ba sọc đỏ hay là đỏ sao vàng, họ cũng là người Việt. Người Việt Nam bây giờ bệnh của người Việt. Cái quan trọng nhất là bao nhiêu người Việt thật sự, bao nhiêu người Việt yêu nước thật sự. Trong công an cũng có người yêu nước, trong bộ quân đội của Việt Nam cũng có người yêu nước, họ mới đi lại lính. Mình yêu nước được, tại sao những người Việt ở trong nước lại không yêu nước? Mình nói cũng không có đúng. Chẳng qua là tất cả đều yêu nước hết. Hải ngoại cũng yêu nước kiểu hải ngoại, Việt Nam yêu nước kiểu Việt Nam. Nhưng mà vì cái sự học vấn và cái kiến thức họ tích lũy ở trong cái kinh nghiệm của họ đó, nó không có đúng như mình. Thì không đúng không có nghĩa là chúng ta không ưa ta. Chẳng qua chúng ta tính theo thực tế. Còn nếu anh đúng thì các anh đã đưa đến xã hội chủ nghĩa nước giàu, nước mạnh đi. Ngày xưa nước Việt trước 75 là một hòn ngọc Viễn Đông. Cả Singapore cũng thèm thuồng muốn giống như nước mình. Và đồng thời lúc đó đó, nhớ Tổng thống Thiệu ông đi qua Đài Loan, ông Tưởng Giới Thạch và cả nước Đài Loan phải ra phi trường đón, có phim còn đó. Rồi bao nhiêu nước lân bang tôn trọng nước Việt. Hôm nay nước Việt ngược lại 50 năm chiếm miền Nam được cái gì? Đi tới đâu ở bên Nhật, cái sư phụ đi bên Nhật mà coi chừng Việt Nam ăn cáp đúng không? Đi qua Âu Châu làm cá đông lạnh đúng không? Còn đi làm cô dâu xứ này cô dâu kia, rồi bây giờ lao động khắp
tất cả qua Mã Lai còn bị người ta ăn hiếp nữa, rồi qua Miên nữa, con nhìn đi, có phải là Hoàng Ngọc Viễn Đông nữa không? Bây giờ là thành Hòn Than rồi, Hòn Than của Viễn Đông. Nhưng mà sau này Minh Dương về nước sẽ biến thành là Kim Cương của Viễn Đông, chứ không có Hòn Ngọc nữa. Trong vòng 3 năm, mình nói luôn, mình không có nói theo cái kiểu mà Kamala Harris mà cứ lên tranh luận với ông Trump 2-3 kỳ mà chả ra nói cái chiến lược phải làm thế nào. Thứ nhất, sư phụ chỉ nói là những cái gì Đức Thầy dạy cho sư phụ, sư phụ chỉ nói bây giờ. Thứ nhất là con phải tạm mượn cái lá cờ vàng ba dọc đỏ để mà lấy lòng 6 triệu chim hiền và lấy hợp lòng của quốc tế. 6 triệu chất xám ta đã gửi ra ngoại toàn là những người tinh khôn giàu có và có học thức đại học. Đó là cái tài nguyên phong phú nhất của nước Việt. Mà con tưởng tượng 6 triệu người về đây, kỹ sư, bác sĩ, tất cả các ngành nghề về xây dựng một quốc gia nhỏ bé như nước Việt có 100 triệu dân. Nó đâu có lại gì, rất là lẹ đúng không? Nước Tàu nó giàu là cũng là nhờ mấy tụi Tàu nó hải ngoại rồi nó đem ba cái di mạch gì đó. Trong khi di mạch là sư phụ quen hết mấy thằng ở đây, chỉ cần chừng 5 thằng về thôi. In theo rồi là thế MC là của Đài Loan, sau Đài Loan nó cũng đi vô nữa. Thì chỉ cần dài ba cái thôi là 3 năm trời nước Việt thay đổi. Huống hồ chi Việt Kiều mấy con á, một năm ở Mỹ xài cả 100.000 đô. Ngồi tính đi, đứa nào làm lương 100.000, ở đây á, ra một năm, cuối năm rồi chả đứa nào dư được tới 5.000 nữa. Thế có phải là xài ngược lại cho nước Mỹ không? Trong khi đi về Việt Nam cũng làm 100.000, xài ngược lại cho nước Việt. 100.000 làm lãnh lương cho nước Việt để mà làm mấy con chip rồi xài trong nước Việt thì nuôi biết bao nhiêu dân ở vùng quê. Cái đó chỉ là đơn giản thôi, chưa tính những cái tài nguyên mà cha và những cái mỏ vàng mỏ ngọc trong kinh thư nói. Cái đó là nó hơi too much về tâm linh, mình không có bay theo mấy đó, mình chỉ tính thực tế thôi á. Chưa tính cái này nữa, khi mà nước Việt là một nước có cái đầu óc rất là thông minh, làm điện tử ở đây toàn là dùng Silicon Valley là nhờ người Việt Nam mình không, đúng không? Yeah. Thành phố nào đó, ra con chip là của người Việt Nam, mình có cái bàn tay nhỏ bé, có cái đầu óc là bén nhạy và tánh làm rất là cần cù. Mở hàng điện tử ở bển là mấy thằng là Mỹ nó chạy theo nó năn nỉ á, Kiệt ơi cho tao mở hãng ở nước bên mày nhé. Tao biết mày có lời lối làm ăn kiểu Mỹ, mày không có hố lộ, mày không có bully đại gái. Trời ơi, cả đống thằng nó chạy theo. Thì con nghĩ nó khủng khiếp như thế nào. Huống chi, ở đây con làm lương 100.000 năm. Con về bển, con làm cũng 100.000 năm mà con mua nhà, mua đất. Mà trên nước mẹ mình nói, sáng đi làm, chiều lấy ông đa chạy vòng vòng bến Bạch Đằng. Cái nào sướng? Con đây ấy. Cái này sáng đi làm, chiều chui vô nhà nấu cơm ngủ, năm này qua tháng nọ tới đây khám sức khỏe bệnh ẹt chết, cái nào sướng, đúng không? À, rồi chợ Bến Thành con nghỉ chiều á, đi ra có mỗi một người chỉ cần xài tiền nó rẻ thôi, 5 đô thôi, con có thấy chợ Bến Thành nó đắt khủng khiếp không? Và những cái người buôn bán đó, người ta có thể nuôi được những cái gia đình nhỏ bé của người ta. Còn hơn là bây giờ chả có gì, giống như một thành phố chết. Bao nhiêu thôi, con nghĩ sư phụ nó có sai không? 3 năm thôi. Sư phụ nó 3 năm hơi lâu, 3 tháng. Đó, 3 tháng thôi. Cái ngày mà thay đổi á, chỉ là 3 tháng thôi. Là bảo đảm tất cả hàng không Việt Nam hay là Vietjet Airlines hay là United Airlines, không có chuyến bay nào mà không full hết chứ. Người Việt về ào ào ào. Tại vì sao? Về chậm, đất nó lên giá. Thấy không? Về chậm thì đất lên giá. Còn bây giờ á, mấy ông bán đất cái kiểu mà 50 năm, mình không chơi kiểu đó. Mình mướn người mẹ cần thay đồ. Đất là phải người nào mua là người đó làm chủ luôn, trọn đời. Trước tiên là thả hết mấy người bị đốt
lò đốt củi ra. Bắt họ đóng thế, tại vì họ là cũng là người khôn, họ mới giàu đúng không? Tuy là có chút tham, nhưng mà sau này họ sẽ kêu họ làm từ thiện để từ từ xả cái nghiệp đó. Nhưng mà phải thả những người đó ra, để làm chi? Họ lãnh đạo lại một cái nguồn máy kinh tế của nước Việt lại. Họ rất quan trọng á. Cũng giống như bà Trương Mỹ Lan phải thả ra nè, Đinh La Thăng phải thả ra nè, rồi Trùm B đồ phải thả ra. Thì những người ta có cái đầu óc đó, rồi với Bùi Kim, Bùi Kiển gì đó, tức là nói chung là những người giàu có, thả họ ra hết, để cho họ làm ăn trở lại, để họ dẫn đầu với nước Việt trở lại. Nhưng mà phải bắt phải đóng thế, dân phải phục, dân phải vui. Vì lấy từ bi, xóa bỏ hận thù, phải làm như vậy. Quên đi, quên tính sổ chuyện cũ. Con mà tính sổ chuyện cũ 7-8 nghìn tỷ mà hút máu của nước mẹ mà đưa qua, thì cái nước mình nó cứ giết nhau giết lại hoài. Đời con của người ta thù qua thù lại hoài, con thấy có đáng không? Sư phụ đông quá, không có rảnh đâu mà làm chuyện đó. Thù ở thế gian thêm bao nhiêu ta. Cha nói con sẽ sống tới 88 tuổi, nếu con sống thêm thì con sinh thêm. Nó đủ rồi cha. Tại vì trong mấy chục năm sư phụ sẽ làm sạch lại hết. Thì trong đó là những cái chiến lược mình làm, đó là chỉ sơ thôi, chưa tính những công ty hải ngoại nó biết người Á Châu mình nó đang cần á, mà hiện giờ nó chạy qua Nam Dương. Nam Dương đâu có đủ cái tài như người Việt đâu, mà nó chạy qua Mã Lai, qua bên kia. Bên kia mấy cái hãng mà sư phụ làm cho Applied Materials, Lam Research hay là KOE Tencor hay là TMC, mấy cái hãng đó, nó qua những cái nước kia đang làm việc production sản xuất ra hàng loạt. Tới giờ phải đi lại ala cái cả đống hàng, nó đi lại ala của nó. Trời ơi, mấy Mỹ nó ghét dữ lắm. Mã Lai rồi đi qua bên Nam Dương cũng vậy. Nhưng mà tại nước Việt Nam mình á, là cái thể chế này không ai ưa, cho nên nó không có vô trong đó được. Nó qua Mã Lai, nó qua Nam Dương không à. Ô, đang làm ngon lành, sắp sửa ra sản phẩm, đi ship hàng đi về, chúng ta phải đi ra lại ala. Cái nó chạy ra Allahu ya ya. Nó kêu câu đó kêu là cái gì? Không, hu hu à. Nó cái tiếng của Ả Rập nó nói á. Có còn nhớ tiếng đó không? Hu hu à la gì đó. Đại khái là người những cái công ty di mạch của Mỹ á, nó không có thích vô những cái quốc gia đó. Nó thích nhất người Việt Nam, nhưng mà hôm nay người Việt Nam không có đúng giống như là cái tư tưởng như đó, nó không có vô được. Chưa tính nữa, không có thế giới nó cũng mong muốn cho nước Việt Nam mình mượn tiền để mà phát triển hạ tầng cơ sở, mà mấy ổng đâu có đủ uy tín. Tại vì Mỹ nó khôn lắm, quốc tế nó khôn, nó đưa cho tụi mày chia nhau, tụi mày xài, tụi mày đâu có xây dựng gì đâu, mắc mớ nó cho phải mượn tiền. Sau này một người thật thà lên nói chuyện, bảo đảm Mỹ thế giới nó nhào vô nó giúp liền trong vòng 3 năm, hơi lâu đó, còn 3 tháng. Tại vì mình có sẵn rồi, mình chỉ là gáp vô thôi. Mỗi một người trên thế giới chỉ cần đi về đem 10.000 thôi, thì cái nền kinh tế của nước Việt hôm nay cũng lên nữa. Mà bây giờ đâu ai dám về Việt Nam nhiều đâu. Về bắt buộc phải về, về lẻ tẻ, về lơ thưa vài ba tuần thôi. Còn kia là về đầu tư thiệt luôn kìa. Bây giờ đâu có ai chịu đầu tư bển không. Đây, đọc thơ tiếp. Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lao, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Khi sao vàng bản đỏ rụng á, thì Hồ Chí nói dùng cái danh từ là mượn thôi nha. Mượn để mà hợp thức quá. Tại vì có cái bài thơ mấy vị dạy là cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Thì cái bài thơ nó cũng sẽ trúng, nhưng mà cái lá cờ nó sẽ không có sử dụng lâu. Tại vì những đứa mà lớn lên nó bển 2-3 thế hệ á, dầu sao đi nữa nó biết chế độ hiện tại là không có thích hợp, không có sống nổi, không có phát triển được tương lai, nhưng mà nó cũng vẫn không ưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ.
cũng giống như những người mà đã hiểu lầm sư phụ và chửi và xuyên tạc nhiều quá đó. Cả cái tâm của họ đến sau này có hối hận, họ cũng vẫn còn chút cái ngã của thân tứ đại đó, họ cũng sẽ không bao giờ có mặt mũi quay về núi. Và khi họ chết thì lúc đó họ bị tiêu xác tiêu hồn là vậy. Khi con người của mình tạo nghiệp nặng quá, mình đi xa quá đó, thì mình cũng giống như những đứa mà bị nhồi sọ quá lâu vậy đó. Trên thế giới này chả có gì gọi là tự do công bằng hết, tự do dân chủ, tự do tiếng nói, đó là những cái văn minh của nước ngoài, của Mỹ, của Âu Châu. Không có thể nào mà cùng một tiếng nói được. Tại vì chúng ta vợ chồng nhau cũng là mà chung mộng chứ, chung giường không chung mộng rồi, khác ý kiến rồi. Anh em ruột cũng là khác ý kiến rồi, huống chi là bạn bè. Chỉ có một người, một thể chế có thể làm được chuyện đó, đó là các Marx Lenin để sự chứng minh. Đó là Cuba. Bây giờ cái thằng mạnh khỏe cũng phải đứng cầm cái sổ mà kiểu mà bao cấp thời xưa đó, xin miếng bánh mì có trong con YouTube của thằng Phong Phong gì đó. Và đồng thời Cuba rồi tới phiên Bắc Hàn, bây giờ dân của nó cùng một tiếng nói. Tại vì cái thằng kia ổn khóc là cả nước khóc, nó rèn luyện, nó nhồi sọ con người đến độ đó không có cái tư tưởng mà khác được, và kêu họ chết họ cũng chết. Đó là sự thành công của xã hội chủ nghĩa, để mà đồng hóa con người thành con vật. Tại chỉ có con vật, con huấn luyện con chó, con kêu nó làm gì nó làm, thì xã hội chủ nghĩa và Kim Jong Un cũng y như vậy. Cho nên họ thành công hơn Bắc Hàn. Những cái người Bắc Hàn mà vượt biên qua Nam Hàn á, thả cho họ sống Nam Hàn á, một thời gian họ cũng không có thích hợp, họ cũng trốn ngược trở về Bắc Hàn. Cũng giống như con nuôi một đứa con của con nhốt trong cái hạp gạo, từ từ nó lớn lên nó cũng tròn vo và nó cũng không có đi. Nó ra, con thả ra ngoài, nó cũng không có muốn ra ngoài, nó cũng muốn chui vô cái hạp gạo nó nằm. Thì con người chúng ta nhân chi sơ tánh bổn thiện là vậy. Đó là tại sao có đạo ra đời, có thiên tử ra đời, để chỉ nhân loại có một cái cõi trời cao sang đẹp hơn và có nhiều cái thú vui trên đó, sống thánh thiện hơn, gặp tiên gặp Phật mỗi ngày. Con người không có hơn thua, không có hận thù, không có ganh ghét, không có xài tiền, không có phải lo về tiền bạc, không có lo về miếng ăn, không có lo về quần áo. Tại vì áo tiên không à, con thấy mẹ mặc đồ đẹp không, đồ tiên, đồ này nọ. Thì chúng ta cần cái gì, chúng ta chỉ cần nhắm mắt quá ra thôi thì nó ra bộ đồ đẹp. Chúng ta cũng có những cái lễ hội trên trời, chúng ta cũng có những cái buổi tiệc vui trên trời, có đầy đủ hết. Con người trên trời không có buồn chán như thế gian. Người chúng ta, cơ thể chúng ta đường xuống hay là máu lên một cái là chúng ta bất an rồi, depression rồi, thiếu ly cà phê buổi sáng là chúng ta thấy buồn buồn bực bực rồi, ai nói sai một câu chúng ta có thể bực cả ngày rồi, ăn không được rồi. Người chúng ta dễ vỡ lắm, tâm chúng ta dễ xúc động lắm. Ai mà vượt qua được những cái cảm giác đó, người đó sẽ thành Phật, thành Bồ Tát, thành thánh của thế gian này. Bỏ qua những cảm xúc lì như sư phụ, cứ chửi cứ nói đi. Những người mà những năm đầu mà sư phụ nói là mua đồ ăn không mua, tôi trả tiền lợi đem lên Thiên Long Sơn trả tiền lợi đó, những người đó là những người chửi sư phụ nặng nhất. Mà hôm nay những người đó cũng có mặt tại đây ngồi, biết trước hay biết sau thôi. Còn những người mà nói xấu sư phụ hay xuyên tạc sư phụ thì đến một cái thời gian người đó ngộ ra. Nhưng mà cái lời nói á, Phật nói mà, người nói đầu tiên tội ít mà người sau tội nhiều. Nhưng mà cái tội lỗi dồn cho người đầu tiên, nên nhớ nha, người đầu tiên đã nói ra cái đó. Cũng giống như chùa Phi Minh, bao nhiêu chuyện tai tiếng là mấy ông thầy có bồ có vợ rồi dọn ra, chứ có đuổi ông nào đâu. Mà tới ngày hôm nay á, Phật tử đầu tiên biết được thì họ sám hối. Nhưng mà những Phật tử mới lớn lên không biết chuyện gì, nghe ba bóng ba gió thì cũng chửi sư phụ tiếp, đúng không? Thì con nghĩ là ai tội? Cả hai đều lãnh tội. Cái người mới chửi không biết cái gì cũng là mang cái tội hồ đồ, gọi là không chánh kiến. Còn người đầu tiên cũng là hồ đồ không chánh kiến, cả hai đều bị là khẩu nghiệp.
Hôm nay thiên tâm chúng ta cũng vậy. Những người không có hiểu gì sư phụ, không có hiểu nội bộ tình của Thiên Long Sơn, không có hiểu ma sói hoành hành, không có hiểu là họ có chiêu trò để mà quậy nát Thiên Long Sơn, rồi đến lúc mà muội muội xuất hiện để mà tiêu diệt tất cả bọn họ, để hôm nay cái núi chúng ta rất là peaceful, thanh bình, không phải không phái không tiền bạc trên núi, và không còn bùa chú ém trên này nữa, tức là không còn ma sói, thì họ lại đi nói xấu cái người ân nhân của họ. Thì con nghĩ cái người đầu tiên nói, người nó lan tràn ra nhiều người thì như thế nào? Nó cũng y như là tới ngày hôm nay đề bà đập ba, đập ma đập ba vậy đó, vẫn còn nằm ở đọa địa ngục. Tại vì khi một người người ta nhắc đến câu chuyện đó, người ta nhớ tới cái người nói đó. Cẩn thận á, khẩu nghiệp á, làm cái gì á, cũng khẩu nghiệp. Mà bây giờ khẩu nghiệp lẹ lắm. Hồi xưa khẩu nghiệp là truyền miệng thì còn ít tội nha. Còn khẩu nghiệp mà lên mạng một cái á, nó lan ra cả ngàn người. Trời ơi, nó tăng lên lẹ lắm, như stock vậy đó. Như là Bitcoin vậy đó. Lên thì lên lẹ, mà sụp á, thì cũng sụp lẹ. Cho nên cẩn thận nha con. Facebook à, đánh chặt con gái đi sẽ biết. Còn mà đánh trúng cái bingo, một câu trúng thì là độ được muôn chúng sanh là có phước. Đối với con, bữa giờ núi mình ai có phước nhiều nhất? Tiền à, nói lại, tiền không phải, chính không phải, nói lại. Ai? Sư phụ, công chúa. Công chúa. Không phải, công chúa không bao giờ gửi công, là mission nhiệm vụ cha suốt là không tính. Hai vợ ta. Trời ơi, ở núi mình có nhân tài mà lâu nay ủ lá chuối mình không có biết. Thí dụ như cũng cùng cái câu đó, cũng giống như có một lần hồi từng rồi sư phụ lên giếng cha. Cha nói con, cha nói chuyện với phụ mà thượng đế. Con luôn luôn là một viên ngọc sáng soi đường cho chúng sanh. Con là thái tử thiên hoàng. Thì sư phụ chỉ cần nói những lời cha nói thôi, cái việc hồng nó viết ra câu đó. Thì con biết cái câu đó mà đúng người mà hiểu ý, người ta sẽ độ được người đó. Rồi nó lan truyền ra từ cái chữ viết nó đẹp. Còn thí dụ như một người chỉ đánh thường thường lên trên cái Facebook thì người ta đâu có chú ý nhiều đâu. Tại cái đó con có thể print ra rồi dán vô tường để cho tự mình học luôn, đúng không? Cũng giống như cái câu của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. À, lúc mà là bữa hổm chị nói ai mà phản bội đệ, tức là thường chị kêu phụ bằng đệ không à, nói chuyện với người trời là tỷ đệ huynh rồi với muội rồi chứ. Ai mà phản bội đệ thì người đó là phản bội cả dân tộc. Đó là lời của thánh nhân nói, chứ người thường nói là cũng thường thôi, nhưng mà cái này lời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh nói. Thì cái việc hồng nó viết ra thì người ta dán lên tường. Gần đây, mới ngày hôm qua, bao nhiêu chuyện lộn xộn giữa những linh căn mà dọn đường cho Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì có một vị rất là cao nói, không có nói tên, là nói hôm nay chọn cái nhất, tin tưởng ai nhất, ai nói trúng nhất, ai là người leader, gọi là quyền lực nhất, thì mình cứ chọn chữ nhất. Còn ai mà chọn chữ nhì, chữ ba, chữ tư vẫn là lọt sổ, thì con cứ nghiệm đi, ai là nhất. Phải chọn chữ nhất, đúng không? Không như con đi ăn phở thì con phải chọn phở number one. Ví dụ có tiệm phở number one, tiệm phở number two, nếu mà chưa có thử tiệm nào mà nhìn vô, cái lòng của con cảm nghĩ là đi tìm tiệm phở nào thì con biết rồi đó. Ai cũng nói là nhất nhất, đúng không? Nhưng mà nó có một cái nhất. Thật sự thượng đế là nhất. Ai mà không tin sư phụ tức là không tin thượng đế. Ai tin sư phụ tức là người đó có chánh kiến cao, là tin Minh Vương. Minh Vương, Thiên Tử, Chúa Xu, Thánh Vương, Phật Vương của Thiên Tướng Kiệt, Giáo Chủ Thiên Tâm, không bao giờ làm sai, chùa bảo đảm. Thua làm sai, thua tự quỷ sát. Dám nói luôn.
Vì tại sao? Có xích long, mạch long, cha, mẹ, chị, ngày nào chùa cũng vấn an hết vị này với vị kia, đức thầy nữa. Bộ mấy vị không có, mấy vị để cho một minh vương tương lai nước Việt làm sai, để cho sau này cái lịch sử nhân loại đạo thiên tâm, thống nhất đạo thiên tâm bị ô trượt hả? Bị vết tì hả? Mấy con cứ ngồi suy nghĩ đi. Nó có cái ý nghĩa gì ẩn ở trong đó mà mình không biết được á, thì mình đừng có nói. Mình nói mình sẽ bị khẩu nghiệp nặng lắm á. Một điều sư phụ chỉ nói, cha đã phong công chúa Thượng Bình officially, mấy con cũng thấy. Mẹ là người dẫn công chúa Thượng Bình về núi năm 2018, ai cũng biết. Thượng Bình là người đại kỵ với ma sói, tức là thiên ma đó. Khi Thượng Bình on bo cha vừa phong, Thượng Bình là người tiêu diệt ma sói, đúng không? Không có Thượng Bình làm sao ai tiêu diệt? Sư phụ hả? Một mình sư phụ làm nổi không? Suy nghĩ. Còn ngoài kia ai mà không hiểu thì cứ về núi Thiên Long Sơn tìm hiểu cho kỹ. Không phải chuyện tầm thường mà đùa giỡn trên mạng đâu. Trên mạng mà nói sai một cái là địa ngục như trời với con. Thương hàng đệ tử thụ mới nói thôi. Đầu trâu mặt ngựa lao, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Bây giờ chắc cũng gần bừng tỉnh rồi đó. Tại vì lặn hụp ở trong nước cũng là bừng tỉnh rồi, sắp sửa đói. Tại vì nước là lũ lụt thì đâu có thu hoạch được. Rồi mai mốt mà chiến tranh nữa, rồi gạo đâu ăn. Cho nên lâu nay thụ kêu dự trữ gạo và lương thực thế này thế nọ, thì tất cả mọi chuyện thụ nói đều trúng hết. Cái này trúng nữa mới là vui nè. Hiện giờ sư phụ chưa biết là miền, hiện giờ là chỉ có miền Bắc hồi từng rồi là lũ lụt đúng không, bão đúng không, rồi rồng xuất hiện đúng không. Nhưng bây giờ sư phụ nói miền Nam nè, bây giờ đâu có thời tiết nào nói là miền Nam đang bị đâu. Miền Nam giờ vẫn đang nắng ấm đúng không. À mà hai tuần nữa mà con mà thấy miền Nam nữa là mấy con phải thương cha nhiều hơn á nha, thương sư phụ nhiều hơn chút nha. Bây giờ 5 năm nay nói gì cũng trúng mà trúng rồi cái tao quên. Bây giờ nếu mà ai mà rảnh mà coi mấy clip cũ á, người soi đối chiếu lại đi. Hồi đó mình nói là chiến tranh từ Trung Đông mà lan qua Á Châu. Bây giờ sư phụ nói thằng Nga nó thua, thằng Nga thua trận thiệt á. Nó không thua trận cho Putin đề nghị ký hòa ước. Ký hòa ước là thua rồi. Con có hiểu không? Nhưng mà nó ký hòa ước đó làm chi không biết không? Nó dồn quân về với Tàu nó quýnh Á Châu á. Tại vì nó biết thằng Tàu là quan trọng, là đầu con rắn đầu tàu của thể chế nhuộm của quả đất này đỏ là thiên ma đó. Thì nó phải tàu còn là Nga còn đúng không, còn tàu không còn Nga cũng xong luôn, nó đâu có giữ thể chế độc tài được. Mà dầu cho tụi mày có thua Trung Đông mà tụi mày có nhập qua Á Đông đi nữa đó, tụi mày cũng không có bằng tướng Trăm ngày năm Tây tháng 11 đâu. Tụi mày nghe ổng thôi là tụi mày tè trong quần hết rồi. Không nhận không? Trong khi cái con mẹ kia đó là chơi cái cờ vàng búa liềm nó liền rồi. Hồi xưa sư phụ không có hiểu cái này. Cách đây mười mấy năm sư phụ học về chiến lược á, thì có một vị hùng thiên nhân nói nước Việt nói: con đừng có thấy Mỹ nó tự do mà nó là dân chủ, trong đó nó có tà. Đối với ta, ta chỉ tính cái gì tà và chánh thôi. Con đừng có thấy nước Tàu hay là Nga tụi nó tà mà nó không có chánh, nó cũng có chánh nằm trọng. Cứ nghe là trong cái hàng ngũ mà cao cấp, đừng có thấy nước Việt bắt trọng thời đó cứ tối ngày cứ bo bo rồi xã hội chủ nghĩa thế này thế kia hoài đó. Mà bây giờ ai mà nhớ hết lời bắt trọng nói á, người ta mới là ngộ ra đó. Bắt trọng mới là một đại Bồ Tát độ cho nước Việt. Tối ngày cứ nói chúng ta phải giữ đảng gì đó rồi hả, chủ nghĩa hoài đúng không, làm cả chục năm đúng không, không có lần nào Bất Trọng quên câu đó. Nhưng mà nếu mà hôm nay mà dân mà đói kiểu này mà thế giới như vậy á, người mà nghe mà thuần cái câu của ổng nói đó, có phải người đó bây giờ ghét đảng nhất không, có phải là ổng là Bồ Tát không, thì Bồ Tát phải đóng vai ngược lại.
Cái này con không nhảy không? Cho nên cái đó gọi là cơ trời đi là rất là hay. Cho nên ổng đóng một cái vai mà cuối cùng rồi ở nước Việt cái thành Cường Quốc thì mỗi người đóng một cái vai vai như vậy. Hôm nay bác Trọng đầu thai thành người Mỹ. Cái mình nói ổng đang ổng là chấp bu của Cộng sản Việt Nam. Bây giờ ổng đầu thai là Mỹ, không lẽ nước Mỹ sau này thành Cộng sản tiếp sao? Bởi vì nó không phải. Về tâm linh á là ổng vẫn thương và vẫn lo cho nước Việt. Cho nên sau này ổng đầu thai người Mỹ á, là ổng có cái chức gì ở Mỹ á để mà ổng giúp lại nước Việt nữa. Bởi vì giải thích vậy đó. Cho nên cuối cùng ổng đâu phải là thiên ma. Ổng là ông tiên ở tầng trời thứ 5 á, con biết không? Bất trọng á. Thiệt á. Tại sao coi cốt ổng mà. Vui à. À tiến tới xã hội chủ nghĩa. Ờ, ăn nói lu lót. Những cái gì mà mình thấy trắng là nó đen, đen tức là trắng ở cái thời này nè. Cho nên những ngày đầu mà xuống ra đời mà nói về đạo với đời á, thì nói là con cứ dạy người ta là cái gì cũng trầm tĩnh lại, yên lặng lại, có chánh kiến, có bi chí dũng, chứ không có thể mà ào ào thấy được. Còn Việt Nam mình hôm nay thích ào lắm. Thấy áo bông đi ngoài đường cái là cái ào, gan trăm triệu dân ào á. Cái thấy tức cười không? Cái ào, cái đông người, cái bầy đàn không hẳn là trúc. Chặt lắc. Nói những cái chặt mà chúng ta bận rộn với đói, chúng ta mau quên. Những ngày đầu Võ Văn Yên lên mạng đi khắp thế giới, ai cũng lại ổng như Phật sống đúng không? Mấy chục nghìn người bu bu, rồi cuối cùng ổng cũng chặt. Tới sau đó bắt bà Phương Hằng cũng là chặt. Sau đó Đàm Vĩnh Hưng gây quỹ cũng là chặt đúng không? Phi Nhung đúng không? Rồi tới Hoài Linh đúng không? Rồi gì Tiên Tiên nữa đó, với thằng Đá Banh đó. Cái gì cũng chặt lắc hết trơn. Rồi tới gần đây thầy Nhật Từ ngày xưa đi cái là cả trăm nghìn người lại ổng cũng giống như là cũng liếm chân ổng vậy đó để mà được phước á. Trời ơi đó liếm cái chắc đi xuống địa ngục chung ổng rồi. Ổng về chùa với thù nữa mà có phước sao với thù. Bữa đó không có gặp ổng chứ gặp ổng cũng lại, còn mấy bà Phật tử ở đây nè, trời gặp ổng lại mà không dám lấy cái đầu lên nữa đó. Con thấy hôm nay như thế nào. Rồi thầy Thích Trân Quang cũng vậy đúng không? Rồi ông thầy Thích Trúc Thái Minh nữa đúng không? Cái gì cũng là chặt hết. Rồi tới cộng cỏ tóc mấy triệu người cũng chặt lắm. Mà cái nào thù nó cũng trúng hết á. Cộng cỏ là thù đã có lên đài nói liền, tại vì cái bổn phận thù phải điểm tránh, phải nói để mà sau này người ta đừng có nói ồ ông có thần thông, ông là thiên tử, ông là minh dương, cái gì ông cũng biết, không ai gạt ông được, tại sao mấy chuyện này ông không nói tôi biết đi. Tới lúc mà ông thầy ở bông mình không dám nói tên bị nó chửi cũng chật lắc. Đúng là trong bộ chính trị đưa ra thôi chứ chả có hào quang, chả có bộ. Đối với thù chỉ là hào quang thì là tu chân chánh, không có hào quang là người tu bình thường thôi, chứ chả có nói ổng đúng hay sai nha. Còn Việt Nam á, thì coi là Phật sống thì tào lao, trong mắt sư phụ không có chữ đó. Trong mắt sư phụ ai có nhiều hào quang, ai có ánh sáng nhiều thì người đó tu tốt, chỉ vậy thôi. Mà những vị chân tu cũng có lúc nói sai nữa, chứ không phải là không sai, là vì cái ngã của họ còn cao. Tại vì nói cái đây á, là nó lên mạng liền chút nữa là lên liền thì đụng chạm thì không có nói nhiều. Hồi xưa ở chùa Chư Hồ cũng vậy, cả 700-800 ông tăng ni, Chư Hồ chỉ coi ai hào quang là Chư Hồ đến đó, Chư Hồ nói chuyện. Còn ông nào mà chả có hào quang không có thèm nói. Tuy là chức sắc bề ngoài của ổng là hòa thượng chủ trì này nọ chùa bự, chùa lớn gì á, hu khe, không có khe. Tuy gần đây con thấy á, quá trời luôn. Sau này á, những cái gọi là bị bệnh đậu mùa đó, nó chỗ ra bây giờ còn mấy cục đậu mùa cuối cùng phải không? Đậu mùa gọi là đậu mùa bông. Đậu mùa bông đi giữa trời. Nó sẽ chỗ ra nữa.
thì lúc đó cái thứ thiệt xuất hiện á, thì dân tộc Việt Nam mới trân quý và mới biết những cái clip mà hôm nay mấy đứa này quay nó có giá trị cỡ nào. Còn bây giờ thì sao cũng được á, lối âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẻ người khinh, thôi thôi ta để mặc tình. Chị ở gì đó, lo thôi thôi ta để mặc tình. Chuyện mình lo bá không, chuyện chù lo thôi. Chú Hữu nói đây á là gì, cứ hàng tuần thăm dò giống như Mỹ nó thăm dò lá phiếu gì đó. Mà cái cách của chú Hữu thăm dò là bằng cách nào, là hỏi mấy hồng thiên trong núi, là coi cái trong lòng dân bao nhiêu người. Tại cái tiếng nói chú Hữu là toàn thế giới ai cũng nghe hết, và trong quân đội, trong công an bao nhiêu cái số lượng người thương và thích và tin. Thì lúc trước cách đây 2-3 tháng trước khi bắt tô lên thì khoảng 30 triệu, 35%, mà mới gần đây từng này thì lên tới 70%, 80%. Cái mà nói ủa tại sao tự nhiên con số tăng lên vù lẹ vậy, là vì những gì người ta đã không còn hy vọng nữa. Người ta đã không còn hy vọng con người có thể cứu con người trên nước Việt. Tức là mấy ông bự á, tức là người không thể cứu người nữa, mà chỉ có cầu mong thần thánh xuất hiện để cứu thôi. Nước Việt hiện giờ là vậy, người không thể cứu người được, dầu cho ông nào ở chức cao kiểu nào. Thì cho nên những lời mà quan tưởng của chuyện này nói 5 năm nay, hôm nay hết thành quan tưởng rồi. Người nào còn nghĩ quan tưởng đó, người đó mới thật sự là đang còn mộng du á, không có quan tưởng. 7 dòng hào quang của sư phụ mỗi ngày vẫn sáng, tay sư phụ trị bệnh vẫn hết bệnh. Khi nào mà sư phụ không còn 7 dòng hào quang, không còn 7 dòng hào quang nghĩa là gì? Sắc mặt nó sẽ biến đổi, sẽ bệnh, rồi sẽ làm sao mà lên đài mỗi ngày được. Mỗi ngày đi chơi với mấy đệ tử ngày hôm qua lên tuốt hồi sáng, tuốt đỉnh núi nữa, ngày nào cũng đi tưng tưng á. Rồi hào quang thì là sức khỏe của mình, là năng lượng. Chú vẫn còn 7 dòng năng lượng. Ở ngoài kia một đám nghịch tử hay là tụi Long Hoa Mặt Tạng hay là tụi cộng sản nằm dùng mình không biết. Ô thiên tử bị cha chú khuế, con thấy tôi cười không? Nó nói một cái chuyện phi lý mà cũng có người tin. Cha cho chú lập đạo, tức là cuốn phim đã đóng xong rồi. Chẳng lẽ cuốn phim đóng xong ở Hollywood đi xuống kêu đạo diễn xóa phim đó sửa lại hả? Ở ra thương trường đã chiếu rồi, chẳng qua mình coi sao thôi. Con có hiểu không? Làm vậy có mấy chuyện đó, sư phụ đâu có làm gì sai đâu. Khi nào mà sư phụ tự nhiên cái nổi chứng lên không, bỏ sư mẫu rồi đi Việt Nam kiếm Ngọc Trinh, tại tướng Ngọc Trinh đẹp hoàng kiều khoái thì sư phụ cũng khoái vậy không? Rồi kiếm mấy nhỏ người mẫu hay là ca sĩ này cái kia, đâu có vụ đó. Còn cái này là người trời, là công chúa cha đưa đến để làm việc chung thì mình cứ tính chung. Còn sư mẫu sẽ mãi mãi là sư mẫu của nước Việt, sẽ là hoàng hậu tương lai của nước Việt khi sư phụ làm minh vương, và sư mẫu sẽ sống sư phụ tới trọn đời này 100 tuổi. Đó là thật, cha đã phán. Đó là Phan Hạnh Thảo, tức là sư mẫu sẽ là hoàng hậu của nước Việt và sẽ sống sư phụ tới 100 tuổi và mãi mãi bên cạnh sư phụ. Tới về ở dưới nước lên trên trời gặp con trời, tức là trở về cái thời mà Lạc Long Quân Âu Cơ đó, con rồng cháu tiên, thì những cái hai mấy đứa nhỏ mà sư mẫu sanh ra đó, nó có hai cái DNA, hai dòng máu, máu trời và máu nước. Sư phụ là cốt tiên, sư mẫu là ở dưới nước là cốt rồng. Cho nên sư mẫu sẽ sống tới 100 tuổi, còn không có bệnh như tụi nó đồn nữa. Sư mẫu sẽ là hoàng hậu của Minh Vương tương lai nước Việt. Cha đã phán rồi, những gì thượng đế đã an bài, loài người bất khả phân ly. Hiểu chưa? Cho nên cái tánh nết của bà rất là hiền thục, thấy không? Dịu hiền quá không nhỉ? Nín nín nín, bà là long minh đó.
Người cõi trời đâu ai ngu đâu. Bài này chưa đọc hết mà nó lung tung hết. Sao vàng mảng đỏ rụng đầu nay mai, bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Đồng bào ơi hãy há tin rằng miền Nam có Phật, có Thánh, có Thần, sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở dân. Cứ nghe là miền Nam á, có Phật, có Thánh, có Đức Thầy xuất hiện. Thì cái bài này hôm nay nói để mà chủ yếu cái bài này chỉ có một câu để mình tóm tắt lại quan trọng nhất, đó là Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Trong cái bài này rắn không có đầu thì lấy đầu ở đâu gắn vô, lấy đầu của Mỹ gắn vô mạnh hơn. Tại vì có Mỹ, cái đầu Mỹ Việt Mỹ Lai đó, tại vì Hồ là quốc tịch Mỹ từ lúc năm mà nào ta, thuộc năm 81 tới năm khoảng năm 58 mấy á, là thuộc có quốc tịch Mỹ rồi. Giờ passport đổi cũng cỡ 4-5 cái rồi, ở đây 40 mấy 50 năm, cái là Mỹ Lai. Nhưng mà sư phụ vẫn là Việt Nam 100% đúng không, lớn lên ở đây hết. Thì con nghĩ sư phụ quen Trump, quen quốc hội rất là đông, thằng Trung Cộng mà mày vô mày đánh nước tàu đi, chú khiều mấy ông bạn có vô là bụp liền quá không. Chứ Việt Nam bây giờ đâu Trung Cộng nó đánh ai đâu bên mình. Cho nên Bắc Trung Nam như rắn mắc đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, hãy lo sao không lo. Thì lấy cái đầu của Mỹ gắn vô để có, để cứu dân tộc. Ok, hôm nay ngồi đây nói chuyện cũng hơi nhiều, cũng hơi mệt. Nãy giờ là bao lâu rồi con? Ôi trời, bữa nay sao nói dài chuyện quá vậy. Thì thôi mình tạm thời chấm dứt đây, nghe ở đây ngồi sự hiện diện ở đây cũng đông mà 100 mấy người á. Nói nhiều quá bà con chán nghe lắm. Xưa nói lần 3 tiếng, bữa nay nói không có suy nghĩ gì hết, nói nguyên thiên đó. Ok, vậy là Phật chốt lại nước Việt miền Nam tiếp tục dự trữ gạo, lương thực, thuốc men. Ở trên nói sẽ có một cái nạn thủy quả sắp xảy ra đó. Thủy là lũ lụt, quả là gì? Quả tức là lửa. Hả? Lửa. Lửa là dễ. Rocket, quả tiễn. Tại nó xảy ra một lượt mà. Nạn thủy quả xảy ra một lượt. Ok, tạm biệt, bye bye.